Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ một cái thuốc trừ sâu sinh học cực kỳ hiệu quả mà hội bà con nông dân khuyến cáo nên dùng. Nó có nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, họ trồng rất là nhiều. Đó là rễ dây thuốc cá. Dây thuốc cá thì họ trồng nhiều nhưng mà rễ rất là ít. Hiện tại là mình đang nhờ một người bạn ở Trà Vinh gửi lên cho mình 6kg rễ cây thuốc cá, và mình ngâm mình làm thuốc trừ sâu rất hiệu quả. Trong cái rễ cây nó có cái độc, cái chất mà làm tê liệt những động vật côn trùng mà máu lạnh, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến động vật và con người máu nóng, cho nên nó được cực kỳ an toàn, được khuyến cáo là nên dùng. Nó có hại trên cá, khi mà các bạn đổ cái thuốc rễ này xuống dưới nước có cá là cá nó sẽ bị tê liệt thần kinh và nổi lên. Nếu mà không giải độc kịp thì có thể cá nó sẽ chết, nhưng mà có cái cách giải độc để mình sẽ chia sẻ sau với các bạn. Còn đây là mình ngâm, để mình ngâm lấy cái nhựa của nó, nhựa nó đục trắng. Mình ngâm để mình lấy nước cốt này mình pha với nước để mình phun trong cái vườn rau sạch nhà mình. Nó là sinh học nha, không có hại cho con người và vật nuôi. Thì hiện tại bây giờ á, là mình thí nghiệm thử. Hôm trước là mình làm từ thuốc lá là phần 1, rồi phần 2 của mình là thuốc lá với lại tỏi, gừng, ớt, rượu. Thì nó chỉ giảm được về sâu bọ được khoảng 80-90% thôi, nó vẫn còn. Thì nay mình thử thêm cái rễ cây thuốc cá này, thì hầu như là bọ dưa hay là những bọ cánh cứng mình thấy hầu như là hạn chế tối đa rồi. Cho nên hôm nay mình chia sẻ với mọi người về cách làm cũng như là sử dụng để hiệu quả trong cái vườn rau nhà. Thì mình chỉ ngâm lấy rễ của nó thôi. Rễ đây là mình nhờ mọi người, người bạn của mình là mua xong rồi gửi lên cho mình và nhờ họ xay nhuyễn. Nếu không xay thì các bạn đem về cái rễ còn nguyên thì các bạn đập cho nó dập, nó nát ra để nó ra cái nhựa đục trắng trắng đó rồi mình ngâm. Mình ngâm thì hiện tại mình đang test thử là mình lấy 200ml nước cốt mình pha với 1 lít nước lạnh để mình phun xịt. Với cái liều này cũng tương đối mạnh, bởi vì trên 100ml này pha với 1 lít nước là các bạn có thể sử dụng để thuốc chết cá. Nhưng mình sử dụng là 200ml trên 1 lít nước để mình diệt sâu bọ. Và mình nhớ mọi người khi sử dụng là mình đeo khẩu trang với kính vô nha, bởi vì nó có ảnh hưởng đến cái độ cay trong mắt, chứ nó không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mình cũng xịt, mình xịt ra hết toàn bộ khu vườn của mình, cũng giống như phương pháp 1 và phương pháp 2 của mình. Đây là gọi là phương pháp thứ 3 ha, nó là hiệu quả nhất và khuyến cáo mọi người nên dùng. Nếu mọi người ở nông farm, những trang trại lớn, thì mọi người có thể liên hệ để mua ở các tỉnh miền Tây, đặc biệt là Trà Vinh và Sóc Trăng. Còn với mình đây, mình làm là mình sẽ tặng cho các bạn nếu có nhu cầu nuôi trồng rau mà hộ gia đình nhỏ, thì mình có thể gửi tặng cho mỗi bạn nửa lít để làm, để dành làm thuốc để phun xịt trong vườn. Chứ mình không mua bán nha các bạn ha. Đó, mọi người quan sát con bò dưa nè, mình xịt nó là nó cay mắt, nó lấy hai tay và râu nó dụi mắt ha. Và nó đang thấm dần á, thì chút xíu nữa là nó bị tê liệt, nó nằm ngã ngửa ra. Nó hiệu quả cực kỳ luôn, nhanh vậy á, tốc hành luôn trong vòng vài phút thôi. Nó làm tê liệt hệ thần kinh của các loại sâu bọ mà máu lạnh. Đó là các bạn cứ lên trên mạng để tìm hiểu ha. Nó hiệu quả, đó là khuyến cáo của bà con nông dân, của hội nông dân hay sở nông nghiệp này, họ khuyến cáo nên dùng. Nó, mọi người thấy con bò dưa không? Nó đơ rồi đó. Nó vẫn còn sống hiện tại nhưng mà nó đơ liền. Và mấy hôm sau là mình không còn thấy nữa.
là một chút sale, mọi người sale giỏi mình cập nhật lại cái video clip đoạn sau mình thăm vườn. Là hôm nay ra thăm vườn nha, xem lại dưa leo với lại mấy dây bí đao là không còn bỏ dưa nữa, nhưng mà còn cái ruồi vàng đục trái mình không biết, ít nhìn thấy nó, nhưng mà những cái trái nào nó đậu là lại không to được, là có sẹo là do nó đục á. Bỏ dưa là không thấy luôn nha, bỏ dưa là nè, cái này là bí siêu ngọn nè, không còn thấy nó luôn, mấy hôm là lật ở dưới lá còn đây là không nhìn thấy luôn. Đặc biệt là dưa nè, những lá trên này là đẹp và không bị cắn nữa ha. Dưa đang ra bông cũng thụ phấn được vài trái ở dưới này nè, nhưng mà nó bị ruồi vàng, để chắc phải mua cái tấm miếng dán quá, miếng dán keo hai mặt á. Những cái lá dưa dưới nó bị cắn là dấu cũ, còn mấy hôm nay là lá trên là rất là đẹp mà không bị cắn nè. Chứng tỏ là bỏ dưa là hạn chế hầu như là 100% rồi. Từ cái công thức 1 qua công thức 2 qua cái thứ ba là rễ cây thuốc lá, thuốc cá là bắt đầu bỏ dưa là hết hẳn luôn. Hiệu quả nha, dây thuốc cá hiệu quả. Hội nông dân khuyến cáo nên dùng, nó là thuốc trừ sâu sinh học. Mọi người xem nhé.